Hoàng Nhân xin chào tất cả quý vị khán giả đang đến với chương trình Sao Hay Chữ. Chương trình của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty truyền thông Bi thực hiện và phát sóng hàng tuần vào lúc 20 giờ 30 phút thứ ba trên kênh HTV7. Thưa quý vị, chúng ta đến với chương trình này thì chúng ta sẽ chứng kiến một cuộc tranh tài rất là hấp dẫn, kịch tính giữa hai đội chơi. Họ là những người còn rất là trẻ và đến đây để xem như là một cơ hội ôn lại những kiến thức về kho tàng văn học Việt Nam, mà cụ thể là những câu ca dao hoặc là những câu thơ lục bát rất là quen thuộc và cũng rất là nổi tiếng. Nhưng mà có khi các bạn ấy do công việc bộn bề hoặc là do lâu rồi không có dịp ôn lại, cho nên là cũng quên đi ít nhiều. Và đến chương trình này chúng ta sẽ có thời gian để mà tìm hiểu lại, cũng như là hiểu được cái hay, cái đẹp của ca dao Việt Nam. Và với ca dao Việt Nam, chúng ta cũng biết rằng có nhiều những cái dị bản, và qua những câu ca dao mà chương trình đưa ra thì người chơi có thể tìm hiểu thêm cả những dị bản vốn là một cái đặc tính vô cùng đặc biệt của ca dao Việt Nam. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ gặp gỡ với những người chơi của ngày hôm nay nha. Xin mời. Trời ơi, cái gì mà cò cò ra vậy? Anh, tại vì em thấy ở đây là một cái quan cảnh rất là đồng quê, một cái cảnh rất là Việt Nam, cho nên em nghĩ là em nhảy cò cò. Chơi trò chơi dân gian á hả? Dạ. Trời ơi, cút bắt á hả? Dạ. Xong chơi bịt mắt bắt dê này kia đi. Bắt dê rồi ra, không thấy đường rồi đi té làm sao? Trời ơi, nhảy cò cò, chẹp cò, cò chẹp này kia nữa. Dạ, thưa quý vị, cái nhân vật mà bài trò rồi vừa rồi đó chính là Lê Nhân. Dạ. Diễn viên trẻ. Dạ, xin chào mọi người. Nói nghe này, còn trẻ thiệt không? Dạ, cũng trẻ anh. Thực ra là 35 hả? Dạ. 28 anh rồi, anh khai thiệt đi chứ, 35 nó 35 đi chứ kỳ vậy. Không có, tại vì anh thấy nhiều bạn cũng gọi em là anh. Dạ, anh cho em cái chữ trẻ vô đây cho em mừng đi anh. Muôn đời vẫn là diễn viên trẻ. Dạ. Rồi kế bên em người cũng thiệt trẻ nè, giới thiệu đi em. Em xin chào tất cả mọi người, em là ca sĩ trẻ. Đã giờ ai cũng tự nhận mình ca sĩ trẻ. Ai nhầm, em quên, em quên, em chưa giới thiệu ca sĩ trẻ, em tên là Minh Châu. À, Minh Châu ca sĩ trẻ. Vâng. Mình hát theo dòng nhạc gì Châu? Em hát dòng nhạc ballad. Ballad hả? Nhạc trẻ. À, em hát bao nhiêu năm rồi? Em hát cũng được vài năm rồi ạ. Vài năm là mấy năm? 1 năm, 2 năm, 9 năm, 10 năm em? Vì nó, cuộc đời nó có nhiều cái cột mốc, mà có những cột mốc nó không rõ ràng ấy anh. À. Nên là mình cũng, em cũng nhiều rõ là không biết là bao nhiêu năm. Thiệt, tự nhiên nghệ sĩ mà tới một cái độ tuổi nào đó mất trí nhớ em. Đặc biệt mất trí nhớ về thời gian. Không dám nói về thời gian. Mất trí nhớ về thời gian. Là cái khoảng mà nó giao giao mùa giữa trẻ và không trẻ phải không anh? Hay đó. Hay bị mất trí nhớ. Tự nhiên là không còn nhớ mình bao nhiêu tuổi rồi, không biết mình vào nghề từ năm nào luôn vậy đó. Em là vậy đúng không? Vâng ạ. Ok. Bên đây chắc người mẫu trẻ hả? Dạ em 26 tuổi rồi. Không biết Cao Ngân đó, cũng nhiều năm nay hình ảnh Cao Ngân là cũng có phủ sóng rồi, cho nên là anh không biết em có trẻ thiệt không. Dạ 26 tuổi rồi. Vẫn là người mẫu trẻ phải không em? Dạ. Em có phải diễn viên trẻ luôn không? Dạ cũng trẻ. Cắn cắn lưỡi đó. Giới thiệu về mình đi. À, xin chào tất cả mọi người, à, em là Minh Thảo. Đúng bây giờ mà anh cảm giác anh có bị nghĩ không cô Lý Nhân? Phải ép cũng hình ra. Dạ, em có ép đâu trời. Em không hiểu sao chương trình cho em xếp ngồi kế bên bạn này. À. Em gấp rưỡi bạn luôn á anh. Trời, giống như hại em dễ sợ anh em hiểu qua sao đây. Em gấp rưỡi vậy. Em cũng khiêm tốn về mình quá đó Thảo. Ủa chứ sao? Gấp 4. Thiệt luôn á. Nghĩ sao mà nói gấp rưỡi. Anh nghĩ rất là thích chương trình nào mà có Thảo luôn á. Sao vậy? Nhìn anh nghĩa nhỏ. Hiểu rồi. Nhất là khi anh đứng kế Cao Ngân nữa. Đó. Hôm nay năm anh em siêu nhân chúng ta sẽ tham gia vào chương trình Sao Hay Chữ. Và trước tiên chúng ta sẽ có một cái trò chơi dân gian, mà nếu như ai thắng trong cái trò chơi này thì mình sẽ được quyền chọn đội. Đó là trò chơi quen thuộc mà hồi nhỏ chúng ta thường ra ngoài sớm chơi với nít. Thấy không? Sách guốc, sách dép này kia ra, để cái lon lên tạc, cái péo cái văng cái lon đi. Tạc lon. Dạ. Không biết cái thời tụi em còn chơi không, chứ cái hồi anh chơi cái đó không đó. Dạ em còn chơi. À, lột cái dép chạy mà xúc cái móng chân này đó, chơi. Chơi em nhớ bị hoài không bao giờ thoát luôn á anh, tại em chạy có nổi đâu. Bởi vậy. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với trò chơi tạc lon. Đây. Bây giờ thời buổi hiện đại cao cấp hơn, mình tạc bằng dép lông. Chứ ngày xưa tạc bằng dép tổ ong, dép lào không à. Đó. Hai cô gái chơi trước nè. Em có một đề nghị nè. Thế bây giờ đây có hai cô gái với hai chàng trai, thì bây giờ hay là hai chàng trai á nhường hai cô gái chơi để hai cô gái chọn hai chàng trai. Thôi không có nhường gì hết trơn. Cái chơi mà nhường gì. À, chơi là chơi à. Không sợ tại vì tạc không trúng cái lon. Anh em chờ tạc trước luôn anh. Hai đứa tạc cùng lúc lên đây. Ủa mất ở đâu anh Nghĩa? Mất ở đây. Con gái mà đứng đây gần xíu đúng không? Rồi Cao Ngân lên đây nè. Thôi em đứng dưới đây chờ vậy nha. Bây giờ nè chúng ta tạc, ai mà tạc văng cái lon trước người đó chiến thắng, được chưa? Ủa gì vậy? Không, hồi đó em chơi vậy á. Có trẻ nhỏ xem nha. Chị Thảo, cái này hồi đó em chơi là kiểu gì nè, kiểu này gọi là gì ta? Gà. Rồi, chuẩn bị, bắt đầu. Tạc. Rồi, hộp. Rồi, đây lên lượm dép về.
Cao Ngân vô. Ủa? Ủa đứng xa dữ vậy luôn á hả? Thì miễn em bước. Trời, bà lấy trước, bà lấy đà, bà lấy đà. Lẹ 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 chị. Lẹ em ơi. Lẹ chị Bảy. Gì nữa bây giờ, Ngân nó làm một phát một và văng cái lon rồi còn gì nữa. Biết sao ơi. Tại người nó dài. Yeah. Nó đứng đây mà thì ra cái người nó chồm tới hơn gần luôn rồi. Anh thấy không, em chồm mà nó có lùi lùi vậy không hả? Người Ngân nó dài, nó chồm cái gần tới nơi luôn rồi đó. Hả? Em chồm nó lùi lùi vậy. Rồi, coi như là hiệp đầu tiên. Hồi đó em bắt đừ quá. Cả dép đây, hai chàng trai vô. Ngân trước đi. Xa quá, em còn không thấy cái lon luôn đó anh. Trời ơi. Xém dính rồi. Xém dính rồi. Thôi, hai đứa văng luôn. Lấy về. Tạc sao coi cho được nha, Ngân làm một cái một văng cái lon rồi đó. Hay quá Nhân ơi. Wow! Hiệp thi đấu thứ hai, Minh Châu là người chiến thắng. Và bây giờ sẽ là trận chung kết quyết định. Minh Châu và Cao Ngân vào vị trí. Minh Thảo với lại Lê Nhân đi lượm lon lượm dép. Trời ơi, thiệt luôn á. Thua phải vậy đó. Bây giờ tới phiên trận chung kết nè, Ngân với lại Châu nè. Chuẩn bị. Màu may mắn. Bắt đầu. Ê, em chưa ạ? Chưa. Anh chưa nha. Châu ơi, cổ lên. Châu dù ơi, cổ lên. Run cái gì mà run. Rồi, Ngân cho em. Rồi. Đó, đúng rồi đó, thấy chưa? Trời ơi. Ê, tự nhiên em thấy bao nhiêu phần không công phải, em thấy anh tạt một cái bánh muốn đi nguyên con người đó luôn á. Tiếp. Trời ơi. Nghe xong một chút xíu nữa. Thấp chút xíu là được rồi. Chết rồi, Ngân vô rồi, Ngân vô rồi. Ngân ơi. Ủa đi đâu vậy Ngân? Ủa đi đâu vậy em? Em bắn tẻ hả? Để em làm lại thử. Ủa sao tự nhiên nó đi quẹo quẹo vậy ta? Sao mất linh rồi? Tiếp lượt 3. Trời ơi, chút xíu nữa à. Mạnh chút xíu nữa. Trời ơi. Dẫn hụt nha quý vị. Thôi không ấy, mình lăn ra đó đi anh. Mình lăn cho lon ra luôn. Ráng lên coi, ráng vô coi. Một cái là ăn luôn nè. Trời ơi. Bà nhắm ở đây nha. Nhưng mà bắt tạc. Bây giờ em có một đề nghị là rồi, sẽ để cho gần lên xíu. Để cái lon xịn lên nha anh. Cho gần lên xíu. Thôi, rồi đó. Rồi. Ở đây mà còn không trúng nữa thôi á nha. Rồi mất đây. Gần hết mất rồi đó. Trời ơi. Vậy mà vẫn không trúng. Rồi chết rồi. Châu trúng rồi nè. Rồi không luôn trúng luôn nha Châu nha. Đi đi là phải lăn hơn không em. Rồi. Trời đất ơi gì vậy? Gì vậy Ngân? Thả thảy. Phong độ đi đâu vậy Ngân? Phong độ đi đâu vậy? Rồi. Yeah. Cuối cùng thì Minh Châu đã giành chiến thắng. Thua đứng xếp hàng vô. Sao mình hãnh diện nghe chưa? Vâng ạ. Bây giờ em muốn chọn ai làm người đồng hành cùng với mình? Chắc là em sẽ chọn một người mà cũng có cái khả năng ném lon rất là giỏi cùng em. Đó chính là... Cao Ngân. Cao Ngân. Ủa là hai đứa mình là không làm cái gì luôn ha? Gọi thiệt luôn, đó là có khả năng. Có hai đứa mình. Bạn kia đó là bạn kia có khả năng, còn mình không có khả năng gì hết. Nhưng mà đó là khả năng ném lon, còn chương trình này ném lon là đâu có ý nghĩa gì đâu. Chúng rồi. Là đối chữ mà em. Xin lỗi luôn đầu, nha bạn ấy nha, xin lỗi nha. Đó là cái đầu em. Đúng. Đầu, vui vẻ không quạo nha. Đúng. Không quạo chứ. Thua là quạo à. Giỏi về cái vụ ném lon, tạt lon. Nhưng mà cái vụ mà đoán ca dao chưa chắc gì bên đây giỏi bằng bên đây, đúng không? Dạ. Yeah. Ê, nói vậy chứ mình cũng phải ráng cho cái vụ ca dao mình thắng nha. Chứ ném lon mình chơi với ẹt rồi. Bây giờ ca dao mình còn tệ nữa. Em nói cho sung vậy thôi. Đặt tên đội đi em. Em xin được đặt tên đội của em là đội có khả năng ném lon. Trời ơi, thôi dài. Trời ơi, tôi già dữ vậy trời. Trời ơi, trời. Chơi cái tên gì mà già dữ vậy. Ok, thế thì em xin được nhường lại cái quyền này cho... Khả năng đi. Vâng, đội khả năng. Dạ, tên gì anh? Nghe răng đi ha. Dạ, nghe răng. Dạ, nghe răng. Bên đây đội khả năng. Trời ơi, nghe thấy là biết bên nào thắng rồi đó. Bên nào thắng đang củ năng. Mời khả năng. Về chỗ. Nghe răng về chỗ. Các em thân mến, đến với chương trình này chúng ta sẽ giải mã những câu ca dao mà nó sẽ hiện lên trên cái màn hình bự chà bá này của chúng ta. Mà những câu ca dao đó nó bị che lấp bởi những cái mã số cùng với những ký tự. Chúng ta phải bỏ tiền ra để mua những câu chữ đó lật lên. Mình nhìn thấy thì mình mới có cái gợi ý và mình đoán ra đó là câu gì. Tiền đâu mà mua. Đến với chương trình này, anh biết tất cả các em đã giấu tiền ở bên ngoài hết rồi. Không ai mang vô trường quay hết. Dạ. Anh sẵn sàng cho mỗi đội mượn trước 20 triệu xài chơi. Rồi. Ai giàu bà anh Nghĩa nữa. 20 triệu đó làm vốn để mua những ô chữ, tối đa 3 ô cho một lượt mua bán. Sau đó anh sẽ đọc gợi ý và các em đoán được đó là những câu ca dao gì rồi. Chạy thật nhanh. Ai chân dài thì chạy. Bên đây Thảo ngồi im đi cưng, để Nhân chạy. Lấy cái dùi, quýnh vô đây. Ôi ơi em buồn quá. Ê mình đổi chỗ đi anh chạy cho lẹ. Rồi. Chứ mà em ngồi bên đây em chạy chậm dữ lắm. Quýnh vô đàn chì phải không?
để mua cái quyền trả lời. Và ở đây chúng ta có hai cái bảng là khi nào các em cần quyền trợ giúp, cầm bảng giờ lên. Có ba quyền trợ giúp tất cả. Quyền đầu tiên đó là cái quyền mua ô chữ miễn phí. Quyền thứ hai đó là quyền trả lời miễn phí lên quán pan, móc cái chiên quanh luôn cũng được. Quyền thứ ba đó là quyền cấp vốn. Đến vòng 2, gia đình nào mà sắp phá sản, bên bờ vực treo leo thì có thể giơ cái bảng lên xin anh cấp vốn. Lúc đó anh sẽ cấp cho một số vốn nhỏ để tiếp tục mần ăn. Hiểu chưa? Dạ. Dạ. Và bây giờ chúng ta sẽ bước vào vòng 1, vòng khởi động. Chào đón quý vị khán giả đang đến với Sao Hay Chữ. Và vòng này có tên là vòng khởi động. Vòng 1 khởi động. Vòng 1 có 3 câu hỏi. Mỗi câu hỏi có 14 ô chữ. Mỗi đội mua tối đa 3 ô chữ, tối thiểu 1 ô chữ. Mỗi ô chữ trị giá 500.000 đồng. Sau gợi ý, mỗi đội chơi gõ chiên để mua quyền trả lời. Mua mỗi lần trả lời giá 1 triệu đồng. Mỗi đáp án trùng khớp được thưởng 10 triệu đồng. Sau một lượt, nếu cả hai đội chưa có đáp án trùng khớp thì sẽ mở lượt bảng thứ hai. Nếu cả hai đội đều không có đáp án thì đáp án sẽ được công bố. Câu ca dao đầu tiên, mời ô chữ. Stop. Các em được quyền mua tối đa 3 ô. Muốn mua ô nào? Mình khỏi mua, mình ok. Đoán luôn. Đoán luôn à? Biết gì đoán. Thôi thì bây giờ không, tại vì là bọn thôi, em cũng tự tin vào cái khả năng mà phán đoán đấy của bạn này. Rồi đoán đi em, lên đánh chiên. Không không không, đây là ý kiến của bạn ý thôi. Còn em thì là em vẫn nghĩ là nên mở 1-2 ô để mình chắc là chắn được cái đáp án chính xác của chúng ta. Nhưng mà em thì vẫn là kiểu bầu ơi thương lấy đi cùng. Tuy mà khác giống nhưng chung một dạng. Thôi lục bát thì câu nào nó cũng đúng là này luôn. Chữ à? Đúng rồi. Tức là lục bát thì bao giờ nó cũng là 6-8. Muốn mua ô nào? À, câu đầu nhá. A1, A2 và B6. Cái gì muốn giữ vậy? Tối đa 3 ô đúng rồi, được. Mua tối đa A1, A2, B6. Bên đây, mua ô nào? Vậy mình B1, B2. Dạ, em đi. Mua B1, B2. Và? Em mua 2 cái thôi. Bên kia ta mua 3 ô, mình mua 2 ô, ta nói chết. Tiết kiệm. Tiết kiệm, tiết kiệm tiền. Mới câu đầu tiên chưa mất mát gì trơn, trời mà tiền của anh cho em nữa tiết kiệm gì. Dạ rồi, dạ thôi, A6 đi em ha. Ừ. Dạ, A6. Dạ. Rồi, B1, B2, A6. Dạ. Coi như là mỗi nhà mua 3 ô nha. Bây giờ anh sẽ đọc gợi ý. Câu ca dao thể hiện lòng tri ân với công dưỡng dục của cha mẹ. Sau khi ô chữ mở lên, biết đó là câu gì, phóng lên đánh chiên liền nha. Dạ. Chú bé. Chưa gì trơn. Chưa mà, chưa mở biết gì đâu, lên. Mở chữ. Nãy nghe nè, em có giận ai giận? Dạ. Sao trút vô cái chiên của anh vậy? Thấy nó móp quá, đừng móp không? Ủa, cái chiên bằng đồng mà sao nó dễ móp vậy? Tại vì những cái con người như em đó. Dạ. Em ơi, anh nói sao? Quánh một cái pan cái tối 1 triệu. Em quên lên nãy giờ, em quánh gần 10 cái. Không lẽ giờ anh trừ em 10 triệu hả Nhân? Vậy là sai luật rồi đó. Không lẽ đánh trừ em 10 triệu? Không, anh một lần đánh là cái tính cái đầu tiên đã tính rồi. Mấy cái sao em? Thì mấy cái sao mắc mớ gì giọng dữ vậy? Nhưng mà anh không có chơi gì. Em nói anh Nghĩa đã em cho mình. Em mới bỏ đúng một cái luôn. Tuy em lên sao nhưng mà em đúng luật, đúng cái quy trình trừ tiền. Nhưng mà người ta gọi trước em. Vậy thì trừ bao nhiêu cái thì trừ bao nhiêu triệu? Cảnh cáo thôi đó. Cảnh thôi. Cáo lượt đầu tiên. Mặc dù quánh rất nhiều nhưng mà chỉ trừ 1 triệu. Đây, bình tĩnh. Để coi coi người ta trả lời được không cái đã. Sao? Quánh chiên cho lẹ vô. Rồi bây giờ cho em hỏi là nó không kìa, ấy nó nghe nè, B1, B2 có chữ nghĩ sao. Cho anh hỏi luôn, nghĩ sao đánh chiên vậy? Nghĩ sao đánh chiên vậy ha? Ừ, nghĩ sao lên đánh chiên vậy? Sao? Đọc đi. Dạ, đáp án của em đó là cơm cha nghĩa mẹ sinh thầy. Nghĩ sao đánh chiên vậy ngày hôm nay? Còn cái gì vậy? Sao có biết đâu, không sao có biết sao? Đâu em hú anh lên đánh mà. Em nghĩ công cha nghĩa mẹ sinh thầy. Sao có đọc không? Em đọc rồi đó, anh đáp án sai rồi phải không? Dạ. Yeah. Cơm cha đúng không? Kim cơm cha nghĩa mẹ sinh thầy. Sinh thầy là gì? Sinh thầy kêu cơm cha nghĩa mẹ ơn thầy. À, nghĩ sao cái gì có chiên vậy? À, thôi xong rồi đó. Xong xong rồi đó, anh không nhớ cái câu này là không có đáp án đúng không? Dạ. Dạ. Thua, không có đáp án đâu. Tiếp theo thấy không? Mình đánh sao thì chứ nhiều khi mình có lợi hơn. Có đánh chiên không? À, không ạ. Không. Làm ơn trả lại cây dùi. Cơm chân nghĩa mẹ ơn thầy. Vậy? Nghĩ sao mà lại vào ngày hôm nay? Bây giờ không có đáp án đúng không? Không có đáp án, anh sẽ mở một cái lượt mua bán thứ hai. Dạ. Mỗi nhà là được tiếp tục mua 3 ô. Nhà mình mua ô nào?
em mua ô số B5. Chọn đi, ngân chọn tiếp hai số đi. B5 gì, B7, B8 luôn đi anh. Wow. B5, B7, B8, 3 ô ha. Bên đây. Vậy bên em không mua. Phải mua. Phải tại mua. Tại vì có ba cái đó là bỏ bán rồi. Không thể nào đoán ra. Cái này không chắc thể chắn nào là có chữ mẹ ở đó cho nên mình bỏ cái A4 này ra thôi. Em sẽ đoán B3, B4. Và mấy? Tùy anh. A3, B3, B4. Chuẩn bị. Mở ô chữ. Lết. Rẻ. Rồi, chung chứ. Bên đây trước. Minh Châu mời em. Em xin được trả lời nhé. Cơm cha áo mẹ. Nghĩa công thầy. Thầy. Nghĩ sao cho bỏ những ngày ước ao. Chốt không? Kệ đi chốt luôn. Ơn hay công nhỉ? Ơn hay công. Công ơn được không nhỉ? Ơn cha thầy mẹ. Công đi, tại vì thầy cũng có công dạy nè. Công thầy. Vâng ạ, rồi chốt. Chốt phải không? Cũng có ơn nữa. Chưa. Vậy là cơm cha áo mẹ công thầy. Công thầy nghĩ sao cho bỏ những ngày ước ao. Chốt rồi đúng không? Vâng. Trả lại cái dùi. Vâng. Đây là đáp án. Công thầy. Sai. Ủa nhỉ? Dạ. Sao đúng không được? Vui. Sai đúng một chữ thôi đó. Dạ, dạ. Rồi. Bây giờ sao, có lên đánh chiên không? Đánh chiên. Đánh chiên không? Đánh chiên. Chắc không? Chắc. Chỉ có công và ơn thôi chứ còn cái gì nữa đây. Tự tin quá ha. Tự kể tin đi anh ơi. Kể đi. Tự tin ha. Kể đi. 1 triệu. Rồi. 1 triệu. Trời ơi, bị mất 1 triệu. Kể. Rồi. Cơm cha áo mẹ. Canh canh đi được. Ủa không? Cái được. Gì vậy? Cơm, cơm cha áo mẹ. Mẹ. Ơn thầy hả? Ơn thầy. Ơn cha áo mẹ. Công cha áo mẹ ơn thầy. Chưa. Công cha áo mẹ ơn chưa, thầy. Chưa, bây giờ phải xong dạ rồi. Dạ rồi. Công cha áo mẹ ơn cơm, thầy. Cơm. Cơm cha áo mẹ ơn thầy. Nghĩ sao cho bỏ những ngày ước ao. Chắc chưa? Ơn công. Chắc luôn nghĩa, đi. Nghĩa thầy. Nghĩa thầy. Không chắc nghĩa. Chưa? Không nghĩa chưa? Không có nghĩa. Công chưa? Ơn. Ơn chắc. Dạ. Chắc chưa? Dạ chắc. Em chốt đáp án. Ok. Đây là đáp án. Chụp anh nghĩa. Anh nói nhỏ cho nghe. Thôi anh nói nhỏ em cung lắm anh ơi. Sai rồi. Mà lớn lên coi. Sai rồi. Cũng sai một chữ thôi. Sao? Bên này có lên đánh chiên không? Mẹ, có. Thầy. Lên. Ê, ừ. Tôi lần nào giờ thế? 1 triệu. Vâng. Từ từ để mình ngâm chút được không thầy? Ngâm trả lời đi. Ngâm nha, ngâm đi. Cơm cha áo mẹ. Cái gì thầy nè? Cơm cha áo mẹ. Nghĩa thầy. Cơm cha áo mẹ nghĩa thầy. Cơm cha áo mẹ. Cơm nghĩa ơn. Cơm cha áo mẹ. Cãi đi, chơi đi. Nghĩa. Chơi. Rồi gõ rồi, giờ đọc cho em. Cơm cha nghĩa mẹ. À nhầm. Cơm cha áo mẹ. Cơm cha áo mẹ nghĩa thầy nghĩ à. Sao cho bỏ những ngày ước ao. Chốt chưa? Chốt ạ. Chốt. Em chốt à? Mời em xuống đây. Anh hiện tại chuẩn bị nói nhỏ rồi đó. Anh cũng sẽ nói nhỏ cho em nghe. Sai. Đúng. Đúng. Đúng hả? Đúng hay sai anh? Trời em nghe chữ sai từ bên này luôn á. Em nghe chữ sai từ bên này luôn á. Sai đó. Sai. Lên lớn lên. Đúng. Trời ơi. Sai. Đáp án sai. Chết rồi. Bây giờ vậy, anh sẽ gợi ý cho các em nha. Dạ. Và sau đó bên nào lên đánh chiên biết thì lên đánh chiên trước. Bây giờ nè, cái lượt chung dành cho cả hai nè. Bởi vì mình hết lượt mua rồi, đúng không? Nghe, tập trung nghe nè. Ở đây chúng ta có cơm cha áo mẹ. Tức là nói những cái gì nó rất là cụ thể à. Chứ không phải là về công ơn. Công ơn nó là một cái hình ảnh, một cái gì đó nó trừu tượng đúng không? Công ơn mình không nhìn thấy được. Nhưng cơm mình thấy à. Áo. Gõ đi anh ơi, mình thấy rồi. Từ từ anh nói xong đây mình hãy lên. Còn thầy. 1 triệu nữa giờ. Tức là cha cho chúng ta cơm. Mẹ. Chứ thầy. Cho chúng ta áo. Ôi ôi. Chứ thầy. Thầy cho chúng ta cái gì? Dạ. Đâu. Dạ. Chết rồi. Bên này trước. Dạ để gì em đọc. Em đọc đi, em ủa, đọc đi. Đi đâu vậy? Ủa quay đọc chi vậy? Ủa gì em vậy? Em qua đây nhìn chữ em đọc. Nhà ai nó vô chứ? Đi sang kia. Nhà ai nó sang kia. Vui vẻ không quạo. Không phải quạo. Quạo chứ. Đi sang kia. Đọc em, đọc đi em. Dạ. Đây ngơ ngơ nữa này. Ủa đi bên kia. Không, đừng đứng lưng bước lớn nhà. Bằng tao nói đứng ngay cái thảm đỏ là được rồi. Mình không nghe, mình không nghe. Chống nạnh lên coi, kêu hãnh lên coi. Sai rồi, anh yên tâm. Châu qua đây. Hai đứa đứng một cái dáng thiệt là kêu hãnh lên coi. Rồi cùng đọc này, 2, 3. Cơm cha áo mẹ chữ thầy. Nghĩ sao cho bỏ những ngày ước ao. Chốt không? Chốt.
Em nói cái chữ chốt qua bên này thiệt mạnh cho anh coi. Chốt. Hai em rất thông minh đã đưa ra câu trả lời chính xác. Mời chế. Bây giờ em mới mất 3 triệu đúng không anh? Mất nhiều hơn chứ. Không sao nhưng mà em vẫn lãi là được. Ừ, vẫn còn có lời thì vẫn lãi. Mặc là dù được. Lời không nhiều nhưng mà vẫn còn lời. Lời còn được đỡ hơn. Còn hơn là lỗ. Còn đỡ hơn bên kia. Anh tụi em đi. Mà nãy có nghĩ ra được cái chữ đó không? Không anh. Dạ, lúc mà em chạy lên em đã nghĩ ra chữ đó. Nghĩ rồi. Ra được rồi đúng không? Dạ. Ừ. Đâu, ông nghĩ là cơm cha áo mẹ sách thầy. Sách thầy. Không. Không. Có nghe chữ rồi, có nghĩ ra cái chữ chữ rồi. Cơm áo gạo tiền đó. Thì có những gì bạn là công thầy. À, cơm cha áo mẹ công thầy. Nhưng mà bữa nay mình phải biết thêm một câu là cơm cha áo mẹ chữ thầy. Mà nó rất là cụ thể bởi vì cơm, áo nó là những vật cụ thể đúng không? Thì phải là chữ à. Cho nên khả năng, thật sự là có khả năng. Bên đây đói nhè răng. Ừ, tự nhiên mình nói nhè răng chứ anh. Câu số 2. Mời ô chữ. Sao? Nhà mình chọn lô đất nào? Em hơi nhăn răng đó. Tụi em đang nhăn răng nè. Nhăn răng hả? Dạ. Nói chung nhà mình cũng nghèo rồi đúng không? Dạ. A1, A2. Ừ, đó nó 2 ô thôi. Dạ 2 ô thôi. Nhà mình nghèo để nhà kia mua. Dạ em mua 2 ô A1, A2. Ừ. Bên đây nhà mình mới vô mánh nè. Ờ à. Vô mua nhiều nhiều vô. Nhà có điều kiện đấy. Thì chắc là em sẽ mua nhiều hơn bên kia để thể hiện sự có điều kiện. Đúng rồi, nhà mình có điều kiện giàu có. A3. Mà. A3. B7, B8 đi gần núi. B7, B8 đúng không? Rồi, chuẩn bị. Gợi ý, câu ca dao quen thuộc có nhắc đến tên núi, tên phố, tên chùa nổi tiếng thuộc Lạng Sơn. Chuẩn bị, mở ô chữ. Trời ơi, lên đồng, gõ, lên gõ, nhanh lên. Kệ trái gõ trước đi, nó sẽ sai một từ thôi. Mình sẽ sai câu dưới thôi. Đọc đi. Đồng Đăng có phố Kỳ Lừa, có nàng Tô Thị, có chùa Tam Thanh. Chốt chưa? Chốt. Ta, bên đây có ý kiến gì không? Không đúng rồi, anh em biết câu này. Mà anh tại vì anh Nhân anh nói thôi để bạn lên sai đi rồi mình đoán. Nhưng mà bạn đoán đúng luôn rồi. Đây là một còn sai của em anh ạ. Đây là đáp án chính xác. Em biết câu này nhưng mà thôi kệ đi anh. Cái lý do gì kỳ vậy em? Phải chi câu trước em thắng. Thì bây giờ câu này mình thông thả, mình điềm nhiên. Anh nói với em đây. Là mình cơm bạn bên kia đoán sai đi. Mình cứ từ từ. Không phải. Ai về lại là bạn đoán đúng. Với lại câu đầu tiên á, Thảo kiểu như là anh lên liền chép mặc dù chưa biết anh à. Cho nên là bây giờ em cảm thấy bị đề phòng á, em đề phòng trong người á, em chắc là em mới. Ủa anh ơi, cùng một đội mà mình phải tin tưởng nhau chứ. Đó bây giờ anh đang lo nè. Bây giờ cùng một đội mà hai đứa đề phòng lẫn nhau rồi sao chơi. Nói bộ lũng củng quá. Thôi tụi mình phải đoàn kết trở lại em à. Ai, thua nữa rồi. Đúng là đội khả năng đúng không? 10 triệu dành cho Kem đó thôi. Bên đây này tiếp tục nghe. Anh ơi à, mình giữ chương trình cho em đổi tên đội được không? Muộn rồi em ạ. Đồng Đăng có phố Kỳ Lừa, có nàng Tô Thị, có chùa Tam Thanh. Tiếp theo chúng ta qua câu số 3. Mời ô chữ. Ủa mình thua trắng luôn hay sao anh? Mình mất trắng rồi đó em. Chọn ô nào? Vẫn là 2 ô. A1, A2. Bên đây A3. Vừa rồi câu mình lời quá trời lời luôn nè. B4, B5 đi cho nó vui. A3, B4, B5. Dạ. Gợi ý, câu ca dao nói về tâm trạng của các cặp đôi yêu nhau ví von như kiểu tuy giận mà thương. Mở ô chữ. Rồi xong. Em không biết. Về cái chuyện mà khoảng yêu đương á là mình không có. Không là kinh nghiệm á, không kinh. Mình nó không có kinh nghiệm đung đưa bằng mấy cái ca dao tục ngữ này đâu. Mình vô mình sáp cho là mình ốp luôn à anh. Lủng lẳng nè. Lủng lẳng gì? Lá khô lủng lẳng trên cành. Rồi. Ủa mình đọc ra chi vậy? Quan trọng câu dưới thôi. Ở đâu sao cũng lại vậy, sao mà đây ôm nhau? Kỳ vậy? Sao mà giận nhau cũng được. Mình thấy dần dần mình gắt chưa? Sao, có ai lên đánh chiên không? Dạ không. Bên này có ai đánh chiên không? Trời ơi. Nếu vậy bây giờ chúng ta mở một lượt mua mới nha. Nhà giàu mua thêm đi, bên này nghèo lắm rồi. Nhà giàu thiệt. Mượn tiền không? Nhà không. Có điều kiện. Thôi vậy thôi, ai mà nay B1, B2. B1, B2. A6 để cho nó vui. A6. Bên kia mua A6 hôm, nên mua đi. Hôm nãy tụi em đoán A6, anh thấy cũng hay rồi đó. Kệ đi, mua A5. Ok, mua A5. A5, B1, B2. Lá khô lủng lẳng trên cành. A5. Lá khô lủng lẳng. Rồi bên đây có mua gì không? Bên kia mua gì vậy? A5, B1, B2 chứ A5. B7 đi, mua một ô B7 đi. Dạ, một ô B7. B7. Với B8 luôn đi. Thôi một ô thôi, nhà ta nghèo. Chưa thắng một trận. Chuẩn bị. Mình phải đầu tư vô chứ. Mở ô chữ, chuẩn bị đọc, chạy. Đọc là chạy nè.
Nhanh chạy. Ủa mà chạy đâu vậy? Lá khô lụng. Trời ơi. Lặng treo cành. Chịu đấy. Dẫn ra rồi. Thì cũng vậy sao lặng mà bỏ thương. Lặng. Ôi. Sao mà bỏ thương xiền luôn nè. Không phải. Đúng rồi, đánh đi. Tức là đâu hiện lên hết đâu, nhưng mà tụi em có thể tìm đoán ra. Dạ, dạ. Đọc lớn coi Thảo. Lá khô lủng lẳng treo cành. À. Đọc đi anh. Giận thì... Giận thì giận vậy đó anh Nhân ơi. Khi mà giận người ta nói chứ, nó cũng vậy. Giận thì giận vậy chứ ai đâu mà. Chứ sao mà... Sao mà ai nỡ thì... làm gì? Giận thì giận khi mà mình vậy. Giận mình nó má trời nó rồi kia đó. Mình chia tay nhau từ rồi bên kia là mình rối kìa. Bên kia ừ, rồi. Tự đi. Im lặng để tập trung. Im lặng để bạn suy nghĩ. Để là tập trung. Em đang gợi ý luôn đó. Thôi duy trừ nói, một triệu đi. Nói vậy đó hiểu không chứ ai làm vậy kỳ kiểu vậy đó. Bởi lá khô lủng lẳng keo cành, giận thì nói vậy sao đành bỏ nhau. Chốt chưa? Dạ chốt. Đây là đáp án. Trời anh ơi anh nghĩ chưa chứ mặt anh kỳ quá. Cái mặt anh kỳ quá. Em bảo. Không có tin, em không có chắc chắn. Nói em không có tự nghe. Tin nữa. Anh nói lớn luôn đi. Rồi vậy là anh rồi đó. Đúng rồi. Nghe nè, cái gì đâu có. Lúc mà gây nhau, giận nhau, chửi tấn bừng luôn. Thì sau đó, thì tao giận, tao nói vậy thôi. Nó cái câu này là ý vậy. Đó là câu số 3, cũng là câu kết thúc vòng thi đầu tiên. Bây giờ chúng ta sẽ coi coi số tiền thưởng của hai đội còn lại là bao nhiêu nha. Khả năng 28 triệu 500 ngàn đồng. Nghe răng. 21 triệu 500 ngàn đồng. Chênh lệch nhau cũng không phải là quá nhiều. Nhưng chúng ta vẫn còn vòng 2 với 3 câu nữa. Hãy cẩn thận nha, vòng 2 khó hơn rất nhiều. Và bây giờ chúng ta sẽ bước vào vòng 2 của Sao Hay Chữ. Chào đón quý vị khán giả đang đến với vòng 2 của Sao Hay Chữ. Và vòng này có tên là Ô Chữ Độc Quyền. Vòng 2 Ô Chữ Độc Quyền. Vòng 2 có 3 câu hỏi. Mỗi câu hỏi có 14 ô chữ. Mỗi đội được mua tối đa 3 ô chữ, tối thiểu 1 ô chữ. Mỗi ô chữ trị giá 1 triệu đồng. Đội chơi chỉ được thấy ô chữ mình đã mua. Hai đội được quyền mua bán ô chữ của nhau. Sau gợi ý, đội chơi gõ chiên để mua quyền trả lời. Mua mỗi lần trả lời giá 2 triệu đồng. Mỗi đáp án trùng khớp được thưởng 20 triệu đồng. Sau một lượt, nếu cả hai đội chưa có đáp án trùng khớp thì sẽ mở lượt bảng thứ hai. Nếu cả hai đội đều không có đáp án thì đáp án sẽ được công bố. Sau vòng này, đội nào còn tổng số tiền cao hơn sẽ chiến thắng bước vào vòng 3. Chú ơi, câu đầu tiên mời ô chữ. Cái này phải đấu trí rồi anh ơi. Đây, đội đang có số tiền thưởng thấp hơn được mua trước. Vậy A6, B6, B4. Ừ. Dạ rồi. Đúng không? Dạ. A6, B6, B4. Dạ. Bên đây mua 3 ô nè. A2 này, B8 này. B8 ngon đó. Và B2 luôn. B2 đi. Đó, 3 ô. A2, B2, B8. Đó. Coi như là hai gia đình, mỗi gia đình mua 3 lô ha. Gợi ý. Câu ca dao ca ngợi tình cảm vợ chồng gắn kết keo sơn. Mở ô chữ. Stop. Có muốn mua bán gì với nhau không? Đội nhà bên kia, khả năng có muốn mua ô nào bên này không? Khả năng là bọn em sẽ mua ô khác, không phải là các ô của bên đấy có được không? Được. Nhưng mà bây giờ là sẽ mình sẽ phải mua thêm một lần mới đúng không? Bây giờ em muốn mua thêm. Em muốn mua ô nào? Em sẽ mua A1. À, tức là mua từ chủ đầu tư đó à? Dạ. Tức là hai bên không mua của nhau? Dạ không. Mà mua từ anh? Dạ, em okay. Mua A1. À, với lại... Khoan em à, hồi nãy mình mua trước rồi. Bây giờ bên em mới được mua trước. A1 ạ. Ê chú. Anh ghê ơi. Anh ghê ơi. A1, B1 ạ. A1, B1. Ôi rồi còn gì nữa đâu anh? Còn gì nữa đâu mà không B7. A1, B1, B7. Đây,
họ rất là hay mua những cái vị trí chiến lược mà biết rằng đối thủ đang thèm thuồng cái lô đất A1. Em không hiểu, rất em mặt tiền hết rồi. Em không biết là mặt tiền bị ăn hết em ơi, giờ mình còn trong hẻm mà. Hai mặt tiền ngay góc luôn, căn góc. Rồi, bên đây em sẽ mua A5. A3 4A5. A3 4A5, 3 ô luôn. Nhà nghèo mà chơi sạp gì cưng. Em nghe lời anh là bên kia bảo đảm không đoán được cái gì hết. Dạ. Đúng không? Mở ô chữ. À. Rồi. Anh với em thì đều hiểu rất rõ rồi. Ok. Bây giờ các em chỉ có thể mua lại của nhau. Có muốn mua gì bên này không ấy ơi? À, bên này mà có mua bên đấy thì bên này cũng không đoán được. À thế à? Nhưng mà phải mua thì mình mới đoán ra được. Sao? Bên kia có muốn mua gì không? Bên kia có muốn bán gì cho bên này không? B8 mua không? Từ từ nha. Không, anh nghĩ B8 à, đoán quá. Hay là mua A1 không? Ừ, A1 không, cũng được. Không cần, không cần. Nè, B1 đi. Tụi em nếu mua đi. Mua A5, A6 à, bán B1 như tiền? Bán B1 như tiền? A1 nhá. Từ từ. Bây giờ phải mua A1 thì mới bán B1. Từ từ. Mua sao phải mua hai cái? Anh chỉ mua ô nào ạ? À? Rồi bây giờ B1 bán bao nhiêu? Nói giá đi. 10 triệu. 200. Cái gì mà cắt cổ vậy? Ê, 10 triệu thôi thân con. Lấy quyền ưu tiên. Bây giờ có bán hay không? Giá hữu nghị đàng hoàng. Ờ, 5 triệu. À không, đắt vẫn đắt nhở? Đắt quá. Cái đấy bây giờ có bao nhiêu tiền à? Anh đâu có biết đâu. Giải thưởng cái 20 triệu là mình không đón được, là mình cân bằng sao? Từ hồi nãy giờ lúc đấy là mình đã. Bây giờ bán 1 triệu B1 được không? Thôi. 1 triệu á. Bên kia có tới 28 triệu, bên này có 21 triệu à. Cho anh 1,5 triệu luôn đó. Nhưng mà thắng là lần này thắng là tới 20 triệu là hơn mình tới mấy. Tại mấy cái thắng hoài vậy một... trời ơi. Mình có 1 chữ mà thắng cái gì? Hả? Có 1 chữ mà thắng cái gì? Thắng gì? Trời ơi, người ta cần một chữ thôi. Giống như nãy mình nhớ cái chữ nói nè, chữ đành hồi nãy đó. Hiểu không? Người ta cần một hai chữ. Sao? Đó. Bây giờ muốn mua ô B1 đúng không? Dạ. Mua về 2 triệu kìa, bán không? 2 triệu không bán. Chịu... Nếu là anh thì anh nghĩ rằng nên mua 2 ô luôn đi. Dạ, B1, B2 B1, B2 mình lấy giá hữu nghị. Hữu nghị đi. 1 triệu, 2 triệu thì là 2 ô lấy 5 triệu. 2 ô 10 triệu. 2 ô 5 triệu. Trời ơi, 5 triệu là mình... 10 triệu á, 10 triệu. 2 ô 5 gì 10 triệu dưới. 2 ô 10 triệu không mua. 5 triệu. À rồi. Dạ rồi. Dạ mua. Rồi. Okay. Bán, giao dịch thành công. Đóng bên đây lại. Nói trước cho đáp án này. Đó. Cái gì nhỉ? Bên kia muốn mua bên đây không? Bên này A4 A5 ngon nè. A34. 1 2 3 4. A34. A34. À. A34 bán đi. Bán luôn. Ừ, cái đó hơi chốt. Bao nhiêu tiền trước đã? Không phải, cái này hơi chốt à. Ờ, nhưng mà bây giờ phải mua trước xong mới đoán sao? Thì mua trước mới đoán. Nhưng mà... em sẽ bán Nhưng mà bên kia có hai cái này, bên kia không biết đâu. Bên kia đâu biết hai cái này của mình đâu nên chắc chắn sẽ không ra được. Ờ à, đúng. Ok. Đáng giá hữu nghị. Em bán lại 5 triệu. Phải lời chút chứ. Ừ, bán 6 triệu. Thôi lời tí đi. Lời là không mua. Ủa không mua thôi. Mua thôi trời. Bên này gần ra rồi, không mua thôi em chịu. Okay, cơ hội là mua. Cho bên kia mua. Miễn phí không? Miễn phí không? Từ từ, để em đoán đã. Miễn phí mua cái B3 nha. Nhưng mà còn cái B8 này. Thường hai chữ cuối là nó nhã giống nhau lắm. Rồi vậy mình xin một cái này ha. Rồi, cứ bán lên. Đây. Năng lượng. Quyền gì? Dùng quyền mua ô B3. Miễn phí. Dạ, miễn phí. Đồng ý. Ô B3 mở. Đó, đúng rồi. Còn cái này thôi. Đó, B8 mua B8 đi. Ấy có bán B8 không ấy ơi? Không thì không bán. Bây giờ em bán được là không có nhu cầu. Bán còn gỡ được chút tiền, không bán là không gỡ được chút tiền đâu luôn. Bán 5 triệu. Bán không. Cái gì bán 7 triệu? Ờ trời. Một ô 7 triệu khỏi cần. Mua B8 đi, thương lượng mua B8 đi. Ờ không chịu bán. Anh biết sao bây giờ cái này có 20 triệu mà em mua 5 triệu bây giờ mua 7 triệu còn có 10 rồi. Là coi như là 12 triệu cho ba cái ô này mà ăn được có 20 triệu à. Nhưng vẫn lời. Anh thấy không? Thì nhưng mà vẫn vẫn lời. Thì bởi vì mình bán hữu nghị đi. 6 triệu. Anh thấy người ta tính khôn không? Ừ, 6 triệu. Hồi nãy mình những đây nào 5 6 triệu 3. Là cái chỗ này nó quá trời rẻ 6 triệu rồi. Là chỗ rồi, thân tình mua đấy. Cái mua B8. Mua B8. Bán B8. Bán. Mở. Đó, anh nói mà. Yeah, tụi em có câu trả lời. Lên anh chị. Từ từ nha. Uổng không? Uổng 6 triệu bạc không? Nhưng mà người ta mua thì chắc chắn đúng không? Dạ, rồi mình rồi lên. Dạ, câu trả lời đánh chiên. Bây giờ muốn dùng quyền miễn phí không? Dạ không. Đỡ không dùng. Tiền. Tụi em còn đỡ tiền hả? Trời, ngon quá. Đọc. Anh đọc đi. Dạ, câu trả lời của tụi em đó là
vợ chồng như thể con tầm, cùng ăn một lá, cùng nằm một từ từ nha. Ủa cái gì vậy trời, sao anh nghĩ mặt anh nghe kỳ quá. Từ từ sao từ từ vợ chưa đó rồi. Rồi lại nè, dạ, em đọc lại nè. Đôi ta như thể con tầm, cùng ăn một lá, cùng nằm một nong. Chốt chưa? Dạ chốt. sợ quá đi. Bên đây mình tốn rất nhiều tiền rồi nha. Thiệt sự luôn á. Tốn rất nhiều chất xám đó anh. Nãy giờ nội mua bên kia thôi là hết 11 triệu rồi. Bao nhiêu nếp nhăn trên não em? Trừ 2 triệu nữa là 13 triệu. Đó, 13 triệu đây. Mua chữ 6 triệu nữa là 19 triệu rồi. Lãi được 1 triệu đó. Đây là đáp án chính xác. Đôi ta như thể con tầm, cùng ăn một lá, cùng nằm một nong. Có gì bản là cùng ăn một kén, hoặc là con quấn, con quýt, con trong, con ngoài, cùng ăn, cùng ngủ, cùng nằm một nong. Nó có những cái gì bản khác nhau như thế. Anh nghĩ rằng cái câu vừa rồi em không lợi nhiều hết trơn. Thiệt sự mua quá trời mua luôn. Nhưng mình mua được cái gì? Cái sự kiêu hãnh. Đúng. Mình thắng, đúng không? Mình hãnh diện. Mình có thể về mở mày mở mặt với bà con thiên hạ, mặc dù lời con triệu một à. Câu số 2, mở ô chữ. Bên kia bán cho mình thôi cũng lời. Bên đây mình được mua trước. A1, A2 B1. A1, A2, B1. Đoạn đầu chỉ có mua cái đầu này thôi để còn biết thôi. Muốn sao mình phải bàn cho nó giống người ta. 456. Dạ tụi em mua 456. Mua 3 căn liền kề. Dạ, nhà liền kề anh, biệt thự liền kề. Biệt thự liền kề 3 căn. Dạ, nhà phố. Chú Bi, gợi ý. Mời các em nghe bài hát sau đây. Chúng mình không thành nợ. Như thể tìm chim. Câu ca dao này được nhắc tới trong bài hát mà chúng ta vừa nghe. Chuẩn bị chạy lên nha. Nhân sẵn sàng chưa? Rồi. Vũ cái chân ra ngoài. Bên đây Châu sẵn sàng chưa? Đó. Thì anh nói gì đó, tức là cái câu này là cũng không có xa lạ gì lắm. Cho nên là bên nào phóng nhanh lên trước đánh chiên thì có thể bên đó sẽ giành chiến thắng. Mở ô chữ. Lên. Nhanh lên. Em trước. Lệ Nhân trước. Rồi Thảo đọc đi. Tìm em như... Ủa, từ từ, ngồi xuống, trật tự. Tìm nạn như thế tìm chim mà. Đọc đi. Hát lại bài hát đó coi. Anh đâu có thua. Bài hát hay sao? Không trả lời là mất lượt nha, nhanh. Rồi. Tìm em như thể tìm chim, chim bay biển Bắc, anh tìm biển Đông. Chốt chưa? Dạ, chốt. Chốt. Có bốn biển, ta nói năm châu bốn biển. Cải điên thôi, mình điền biển Nam. Bắc, biển Nam, biển Đông, biển Tây. Em chọn biển Đông. Chim bay biển Bắc, anh tìm ổ sên biển Nam được cho em tìm. Đây là đáp án chính xác. Hồi nãy em có nghe chữ Đông Đông ở bài hát đó, nhưng mà em không có nhớ lắm. 20 triệu cho đội nghe ra. Yeah. Chúc mừng đội bạn. Câu cuối, câu này là lấy lại vốn ngon lành nè. Không có tốn nhiều tiền. Dạ. Yeah. Đúng không? Không có tốn nhiều tiền mà lấy được 20 triệu. Câu cuối cùng, mời ô chữ. Nhà mình được mua trước à... Sao em? Anh chọn không nào? Mình mua luôn. Ừ, đấy, tùy em. Em mua Ben, Ben House hay là A2 với A1? A2, A1 với nhà B7. B7, A2, A1, B7 cũng được. Bên đây à, bọn em sẽ mua. Sao ta? Bây giờ B1 đi ha. B1, B2 luôn. Đi luôn hả? B1, B2, A5 luôn đi cho nó đều. Không. À, tụi em quyết định B1, B3, B4. B1, B3, B4. Gợi ý. Câu ca dao nói về đức tính kiên trì, chăm chỉ sẽ có ngày thành công. Có nhắc về một món đồ trang sức quý và một kim loại thông dụng. Mở ô chữ. Lên. Lên. Đánh. Có công hả? Đánh. Bây giờ cái không gì không? Không phải. Từ từ, nếu mà biết phải rõ.
Có công mà sắc có ngày nên kia. Sai sai rồi, sai chữ rồi. Đừng đừng xuống lại. Em nhìn lộn rồi. Giờ, ngồi giờ. Xuống, ngồi xuống. Ăn cái chài cho anh. Xém chút làm đi 2 triệu rồi nha. Xém chút nữa rồi. Sao? Bên này có không? Khó quá. Khó quá. Khó quá. Chào mày gì đâu chưa đi, khó quá. Mày. Em phải giữ mày mại em đẩy lên. Em giữ mày mại em đẩy lên. Công người sắc có ngày tổng cộng có 8 chữ. Có ai có đáp án không? Hay có muốn mua lại của nhau gì không? Mở thêm được không ạ? Còn ô miễn phí. Chọn ô miễn phí đi. Vâng, ok em chọn. Ừ. Đèn. Sử dụng quyền. Sử dụng quyền ô mở ô miễn phí. Ô nào? Từ từ. Hồi nãy bên kia là mua. Đây. À đây, mình cái này đi. Khó quá. Cái này cho nó liền. A3 ngon vâng. Đó. A3 mở. Từ đó khó đúng không? Sao? Bên kia có muốn mua gì không? Thật sự em không nghĩ ra một câu gì luôn. Nếu vậy thì mình sẽ mở lượt mua mới đi nha. Vâng. Cho cả hai nhà mở lượt mua mới. Mời bên em mua trước. À, em sẽ chọn B2. B2 với lại B5, B6 luôn. Ừ thì mua đi, mua trên đi. A5, A6 đi. B2, A5, A6. Dạ. Rồi bên đây mình có mua gì không? A4. A4. Rồi. A4 với B5, B6 đi. Ừ. B5, B6. Ok, hợp lý. Mở ô chữ. Sao nhe răng? Dạ. Mua gì không sao im lặng vậy? Anh ơi, em mua chủ đầu tư được không? Không, hết rồi. Em phải mua từ đối thủ á anh. Từ từ. Muốn mua nào? B7 hả? Được không? Mua A1, A2 gì đi. Không, em biết này rồi. Vậy hả? Vậy thì mua B6 đi. Biết ở trên rồi bạn ơi, mình biết ở trên rồi. B6 là nó vần, em biết rồi. Ừ, B7. Dạ, B7. B7, bán không? Từ nhà bán 15 triệu. Trời ơi trời. Vậy thôi khỏi cổ, mình. Cổ anh nè, con ơi, cổ anh nè. Mình sẽ tự đón. Bán 10 triệu đi. Đâu 10 triệu? 10 triệu thì quá cao. Không, okay. Cao quá, ai mua 10 triệu. 8 triệu. Thật sự. Thả muốn bao nhiêu? Em muốn 5 triệu, B7 mình sẽ bán cho không bạn một cái hát hữu nghị. Trước mình đã. Mình sẽ bán cho bạn một cái y chang như vậy hữu nghị nếu mà bạn mua ở trên. Thôi, ở dưới mình bán 8 triệu đi. 8 triệu mình mới. Tại vì là vòng trước mình đã bán rẻ rồi. Rẻ đâu mà rẻ. Rẻ mà người ta lời có 1 triệu mà. Nói bạn có tiền khổ. Nhưng mà đổi bạn đổi được là cái vinh quang vinh hạnh. Mình có 1 triệu bạc. Ok, 8 triệu phải không? Mua luôn nha. Ok. Rồi, rồi, B7 bán. Sao? Sao đăng ký mua? Ừ, đúng rồi. Anh đúng không? Em quyết định. Mình còn quyền trả lời miễn phí, các em muốn sử dụng không? Muốn trả lời miễn phí, không ai dòng mới đúng không anh? Ừ. Quyền trả lời miễn phí. Đánh chiên miễn phí đó. Hả? Trời, bên kia có dành với em đâu anh? Sao? Bên kia có mua không? B1 đi ạ. Ừ. Bên kia bán không? Nhiêu? B1 ha anh? Ừ. 10 triệu. 10 triệu. Nãy người ta bán mình 8 triệu, giờ bán hữu nghị lại đi. Thấy ghét lắm anh, thành em nói đòi 5 triệu, 1 triệu đâu. Càng ngày càng lên giá anh. Mua cho cố vô, bởi không làm gì không mua lại sao á? Dạ. Thiệt sự thôi, mình vị tha. Bị tha 5 triệu đó. 8 triệu. Cái gì 5 triệu? Bị tha mà. Đâu có cửa đâu cứ. Bao dung mà. 8 triệu. 8 triệu có mua không? Giá chót 8 triệu. Tức là mình vừa bán bên đấy là. Mua. Ok. Mua đi à? Mua. Mua đi à? Vui vẻ không bảo nha. Rồi. Người ta là người mua, người ta mới đi chứ mình bán mình đi đâu? Ồ vậy. Chuẩn bị. Người ta hỏi là bán không? Không bán tôi đi à? Nó khác chứ. B1 mở. Nào, không mua lên sao đó. Anh ơi, xong chưa anh ơi? Xong. Tụi em trả lời. Lên đánh chiên. Lên đánh chiên. Dùng gì? Tụi em dùng quyền đánh chiên miễn phí. Rồi mời em. Lên. Dạ. Ta dùng quyền trợ giúp mà. Đánh chứ. Rồi. Xuống đây đọc cho kỹ nè, nhìn. Ủa, em đọc đi. Nhìn cho kỹ, anh đọc đi. Dạ, câu trả lời của tụi em đoán là như vậy. Ừ, dạ. Đoán là như vậy. Dạ. Đá kia mài mãi cũng tròn. Sắt kia mài mãi cũng còn nên kim. Chốt chưa? Dạ chốt. Đây là đáp án. Sai. Em dùng quyền miễn phí. Miễn phí. Mời em. Nhưng mà em đoán thuần đúng đấy. Ừ. Chú ý lắng nghe lại nè. Chú ý lắng nghe, tại vì những cái câu mà người ta đọc ra là những cái ô người ta đã mở rồi đó. Mời em, đánh chiên. Dạ, đáp án của em là ngọc kia chuốt mãi cũng tròn, sắt kia mài mãi cũng còn nên kim. Chốt chưa? Dạ, chốt. Đây là đáp án chính xác.
Ngọc kia chuốt mãi cũng tròn, sắc kia mài mãi cũng còn nên kim. 20 triệu dành cho đội Khánh Anh. Thế em không bỏ tiền ra mua cái gì đoán. Không nhận, em cảm ơn anh. Bởi vậy ngồi ôm tiền ôm hoài. Không tại bỏ được đồng mà đòi chiến thắng. Còn dưới thì em không có biết. Thì phải bỏ tiền ra mua mới biết. Thôi, dầu sao chúng ta cũng đã đi qua vòng 2 rồi nha. Chúng ta sẽ tổng kết coi mỗi đội còn bao nhiêu tiền. Khả năng 44 triệu 500 ngàn đồng. Nha Răng 31 triệu 500 ngàn đồng. Và như vậy là chúng ta đã đi qua vòng 2. Và đội có số tiền thưởng ít hơn sẽ phải chia tay với chương trình. Tao Lê Nhân có điều gì tiếc nuối không em? Dạ không anh, tới đây chơi là gặp nhau là duyên rồi anh. Ừ, hết dạ. Là vui. Bây giờ thua mình vẫn nghe răng mình cười không em? Nghe răng anh. Tại thật sự không biết đoán được kia. Mặc dù trong lòng rất đau anh à. Ừ, đó. Trong lòng rất đau nhưng mà cũng phải nghe răng. Chứ sao về mất công hàng xóm người ta nói mình không? Nãy mạnh miệng quá. Thôi dù sao mình đến đây là vui. Với lại mình đã biết thêm rất là nhiều những câu ca dao quen thuộc của Việt Nam chúng ta mà nào giờ mình không thấy quen. Dạ đúng rồi. Đúng, có mấy câu là với nhiều người khác có thể đó là những câu quen thuộc. Dạ. Nhưng với các em thì đó là những câu nó không quen lắm. Dạ. Thì bây giờ mình bắt đầu mình làm quen với nó rồi đó. Dạ. Nha. Sau này có ai hỏi à, ít ra là mình cũng biết câu là mình trả lời. Hoặc mai mốt có con ru con hát câu đó cho con nó nghe nha. Cảm ơn hai em đã đến với chương trình. Còn đội Khả Năng Kem sẽ bước vào vòng đặc biệt của Sao Hay Chữ. Chào đón quý vị khán giả đến với vòng đặc biệt. Vòng này có tên là Chinh Phục Bảng Vàng. Vòng 3 Chinh Phục Bảng Vàng. Vòng 3 có 3 câu hỏi, tổng cộng có 42 ô chữ. Đội chơi được quyền mở 21 ô chữ. Thời gian vừa nghe gợi ý và vừa trả lời là 120 giây. Mỗi câu trả lời trùng khớp được thưởng 20 triệu đồng. Nếu trùng khớp cả 3 câu, giải thưởng 100 triệu đồng. Mời Kem Bảng Vàng. Đó, 3 câu ca dao. Chúng ta được mở 21 ô tất cả, coi như là một câu mình mở 7 ô đó. Dạ. Muốn mở ô nào cũng được, mời các em. 120 giây. Mở đi, ô nào? Dạ, em mở A1, A2 đi. A1, A2. B6, B7. B6, B7. Sao Châu? Bây giờ là em sẽ chọn tiếp, à còn 3 ngày nữa đúng không? Em chọn B2, B3. B2, B3. Và A3. A3. Rồi, hai câu dưới. C3, C4 hả? C5 luôn hả? Chơi luôn hả? Dạ, C3, C4, C5. Rồi D6, D7, D8. Ok. Là con cái nữa. D6, D7, D8. Rồi. Và C6 đi. Nốt C6. Vâng. Ồ, nguyên dây luôn. Tiếp, câu cuối. Rồi, hơi con cái đầu biết. Cái gì? M1, E2, E3 nhá. E1, E2, E3 và F1, F2, F3, F4. E1, E2, E3, F1, F2, F3, F4. Đó, mua nguyên giải liền kề luôn. Đúng rồi. Coi như là 21 ô sẽ được mở ra. Anh sẽ đọc gợi ý từng câu cho các em. Các em muốn trả lời câu nào trước cũng được hết. Trong vòng 120 giây. Bắt đầu, mở ô chữ. Câu 1. Câu ca dao nổi tiếng nói về vùng đất nhiều sông ngòi nằm ở phía đông nam thành phố Hồ Chí Minh, có nhắc tới địa danh thuộc Nam Kỳ lục tỉnh xưa. Nhà bè nước. Nước gì anh? Nhà bè nước sông hả? Hoặc nhà bè nước. Câu 2. Câu ca dao khuyên chúng ta nên nhớ ơn nghĩa của những người đã dạy dỗ chúng ta thời đi học. Cái này mình biết câu nào mình đọc trước hả anh nhỉ? Ừ. Câu 3. Câu ca dao nói đến tình cảm anh em trong gia đình. Anh biết câu nào không? Câu này. Nói về tình cảm gia đình. Các bạn cứ đoán từ từ và ráp. Dạ. Ráp từ từ vào. Anh em trên. Anh em trên bến dưới thuyền. Đọc nhanh lên, thích dữ. À không, câu dưới này á. Đây anh đang đoán câu dưới này. Ờ, mình biết câu nào mình đọc câu đó mà. Biết câu nào đọc câu đó luôn. Ừ. À, mấy câu ai? Một, câu một dễ mà. Mấy. Mày đủ mày làm nên này. Mấy ai? Nhà bè nước chảy. Nhà bè nước chảy. Chảy ca dao hả? Mấy ai là kẻ không nhà thấy. Nhà bè nước chảy làm hai. Nhà đấy, đọc bè đi, đọc nước đi, đọc đi. À. Đọc đi, đọc đi, biết, đọc nhà luôn. Nhà bè nước chảy làm hai. Ai về? Trôi về à? Ai về? Trôi về. Ai về? Nhanh lên. Gia đình.
Hai về gia đình. Đồng Nai thì về. Đồng Nai thì về. Đúng không? Dạ. Nhà bè nước, nhà bè nước chảy làm hai. Ai về gia đình Đồng Nai thì về. Chưa đúng. Sai một từ. Ở trên, ở trên. Nhà bè nước chảy. À, nhà bè nước chia làm hai. Nước chảy làm hai là đúng rồi. Nhà bè nước. Ai về gia đình Đồng Nai thì về. Hàng trên sai một từ đó. Để em đọc câu dưới trước nhá. Ok. Mấy ai là kẻ không thầy, thế gian thường nói là mày làm nên. Sai một từ. Thế gian thường gọi là mày làm nên. Sai. Ôi dồi ôi. Nhà bè nước chia làm hai. Hết giờ. Ây tiếc quá, các bạn đã đọc gần đúng rồi, coi như 99% rồi. Nhưng mà nó sai một từ cho nên là chưa ghi nhận được đáp án. Cái câu này nè, mời đáp án nè. Nhà bè nước chảy chia hai. Ai về gia đình Đồng Nai thì về. Ngân, em đọc được nước chảy làm hai. Thôi cái gì đó. Nhưng mà tiếc quá em thì thiếu bị sai một từ thôi. Nhà bè nước chảy chia hai, ai về gia đình Đồng Nai thì về. Còn câu 2, em đã đọc đúng gần hết, chỉ sai một từ thôi. Mấy ai là kẻ không thầy, thế gian thường nói đố mày làm nên. Thì em đọc là gì nhỉ? Trời ơi, có một từ sai, có một từ sai. Sai cái từ gì đó, nghe cái chữ em đọc. Em bị lộn chỗ rồi, nước chảy à, chia hai. Thế gian thường nói là mày hay là gì đó. Nãy em đố nói không có nói chữ đố. Đó. Mấy ai là kẻ không thầy, thế gian thường nói đố mày làm nên. Còn câu 3 nè. Anh em trên kính dưới nhường, là nhà có phúc mọi đường yên vui. Chứ không phải anh em trên bến dưới thuyền nghe em. Vâng ạ. Nãy nghe đoán thì anh em trên bến dưới thuyền vậy đó. Bến tàu, bến xe. Hai em không đoán được câu cây dao này hết. Mời các em về đây với anh. Rất tiếc cho đội khả năng khi ở vòng cuối cùng này, chúng ta mỗi một câu mình sai có một từ thôi. Và mình đã mất đi một cái số tiền rất là lớn. Số tiền còn lại của các em bây giờ là 43 triệu 500 ngàn đồng. Chúc mừng các em. Và hôm nay chúng ta đã có một ngày thật là vui cùng với hai đội chơi trong chương trình Sao Hay Chữ. Cảm ơn các em đã đến tham gia ngày hôm nay. Và hẹn gặp lại quý vị khán giả trong chương trình tuần sau quý vị nha. 20:30 thứ ba hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình cho đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty truyền thông Bi thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại tuần sau. Vũ Công Kim Anh của quý vị. Tiếp theo Kim Thành ca sĩ. Linh Ly. Dạ em Linh Ly, em mãi mãi tuổi 18 rồi thì không lẽ. Hơn em 2 tuổi đúng không? Không lẽ giờ tôi đè mấy đứa là tôi ngắt mặt hết trời. Đây, tiếp theo đừng Khắc Minh. Đừng có anh Minh là 17 nha anh.